Sư, con được cho con hỏi là khi mình cúng dường xong rồi mình chia sẻ phước đó cho người thân còn sống trong gia đình thì người đó có nhận được không? Nếu như người đó biết ha, chứ nếu như người đó hôn mê thì thua. Nếu người đó biết thì người đó, loài người không phải là chúng sanh nhận được phước hồi hướng, mà loài người là chúng sanh có thể tùy hỷ phước. Cho nên á, là nếu như mà người nghe đó, mà họ nghe họ tùy hỷ, tức là họ vui, họ hoan hỷ với cái phước mà mình đã hồi hướng cho họ và cái phước mình đã làm, thì họ sẽ được cái phước tùy hỷ.